có điểm số đầu tiên cho anh Thanh Luân. Anh Thanh Luân thì trước đây là từng vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia. Anh sinh năm 1990. Đối đầu với anh là vận động viên trẻ Mạnh Cường của TNT. Mạnh Cường TNT thì sở hữu một lối đánh khá giống với Đinh Anh Hoàng. Vận động viên trẻ tài năng và đang là vận động viên của đội tuyển quốc gia. Có thể nói là đây là một trận đấu của hai thế hệ. Một rồi, tình huống ngả người giật bóng rất hay đến từ Mạnh Cường. Được, 5-1. Xin lỗi mọi người, sáng hôm nay thì em hơi đau họng một chút, để em sẽ cố gắng bình luận tốt nhất có thể, em mong mọi người thông cảm. Và như vậy là em sẽ cần chỉnh sửa một chút kỹ thuật. Tạm thời chưa bình luận được ngay. Mọi người thông cảm cho em. Buổi sáng ngày đầu tiên cũng khá là nhiều việc. Vâng, xin chào Đào Tùng Kiên, chào bạn Mai Nguyễn. Em có trận Đức Anh quân đội không? Hiện tại thì chưa thấy đội quân đội Nam ra sân. Có lẽ cũng sẽ đấu trong ngày hôm nay thôi. Quá hay cho anh Thành Luân, tình huống phòng thủ chủ động
Mạnh Cường đã hơi giật mình trong tình huống vừa rồi. Thì anh Thành Luân đang vươn lên dẫn trước 9-7. Tình huống giật bóng tốt đến từ Mạnh Cường, rút ngắn tỷ số còn 8-9. Hụt mất rồi, khá đáng tiếc. Như vậy là 9 đều rồi. Chưa thể tận dụng được cơ hội. Tuy nhiên thì bây giờ thì anh Thành Luân sẽ cầm 2 quả giao bóng. Để liệu anh có thể tận dụng cả 2 quả giao bóng này để kết thúc set đấu này hay không? 9 đều. Rất tốt. Giao bóng rất có ý đồ của anh Thành Luân. Cái sàn này sàn gỗ nó rung ấy, bỏ lên trên hoặc là bỏ ra ngoài cái sàn. Alo. Như vậy là em sẽ chỉnh lại máy một chút rồi. Đang trở lại trận đấu. Điểm số đầu tiên cho Mạnh Cường. Sang bàn được. 2-1. Trận đấu đang vô cùng hấp dẫn. Anh vừa vô địch xong lại hỏi anh vừa vô địch cái giải gì mà em không cần biết xe như nào hết thôi đi. Sáng nay anh đánh xin xe. Đều rồi. Thế trận rất là giằng co. Bóng ra ngắn sang phải. Tuy nhiên thì bóng bon vào lưới. Vâng, đây là TNT 2. Tuy nhiên thì là các đội TNT lại xếp là TNT và TNT 1. Nghĩa là đội chỉ tên TNT 0 thôi thì có nghĩa là đội 1 ấy. Đội TNT 1 thì được hiểu là đội 2 đấy. Ở trên danh sách thì em ghi thấy ghi như thế.
Cùng lúc này thì cũng đang theo một tennis review cũng đang chiếu trên kênh YouTube. Mọi người có thể qua YouTube để xem về chất lượng cao nhất, 60 khung hình, cực kỳ mượt mà. Ánh sáng tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk thì vô cùng tuyệt vời rồi. Có thể nói đây là một trong những nhà thi đấu có điều kiện ánh sáng tốt nhất hiện nay. Mọi người có thể thấy là hình ảnh chi tiết các thứ lên cực kỳ là nét, màu sắc rực rỡ, rất tốt. Để mà nói về các giải đấu thì một trong những nơi mà có điều kiện ánh sáng là tệ nhất, phải nói rất là thẳng, là một trong những nơi có điều kiện ánh sáng tệ nhất đó là nhà thi đấu tại Gia Lai, nơi tổ chức giải báo Nhân Dân. Còn Đắk Lắk thì là nhà thi đấu Buôn Mê Thuật thì cực kỳ là ánh sáng cực kỳ tốt. Quảng Nam thì cũng tạm được ạ. Vâng. Đấy là một trong những cái sự quan sát mà em nhận ra khi làm một số giải đấu trên cả nước. Vào mét lưới rồi. Có vẻ như anh Thành Luân đang cố gắng là giao ngắn và ngắn sang bên phải. Vâng, lại ngắn sang bên trái thôi. Tuy nhiên thì cái điểm rơi mà anh Thành Luân tạo ra là vô cùng khó chịu. Bóng nó cứ lỡ cỡ, nó không dài hẳn, nó cũng không ngắn hẳn. Rõ ràng là một nảy nhưng lại không dễ dàng để mà tấn công ngay. Điều này khiến cho Mạnh Cường thường xuyên có những cú trả bóng bị lưỡng lự và đưa bóng ra ngoài. Rất tốt, hai tình huống giao bóng đều ghi điểm. Đổi ra bóng 6, 8. Cường đã sử dụng cú giao bóng có vẻ như tương tự với anh Thành Luân. Đối với các cú giao bóng như thế này thì việc xử lý trên bàn tốt là việc rất là tiên quyết để tạo được lợi thế cho cú đánh tiếp theo. Anh Thành Luân tình huống bắt ngắn tốt rồi, không có cơ hội tấn công dành cho Mạnh Cường. Đổi giao bóng 9, 7. Rất hay. Mạnh Cường khá bí, không thể có nhiều cái tình huống tấn công trước. Mười bảy. Mạnh Cường là thường sẽ né ra và chủ động giật trước, không tốt rồi. Như vậy là 11-7. Và chúng ta đến với set đấu thứ hai rồi. Set đấu thứ ba, xin lỗi. Đặt cản khá cao. Mạnh Cường có vẻ như là chưa thực sự là có được cái thể trạng tốt trong buổi sáng ngày hôm nay. Thi đấu nhìn nó khá chảy, rất bí. Đồng đội của Mạnh Cường thì sẽ có bạn Quang Minh và Thanh Tuấn. Chào Phạm Minh Hoàng nhé. Cảm ơn Dương Phúc. Vâng, hy vọng mọi người chia sẻ buổi sáng đầu tuần. Mọi người hãy dành chút thời gian để chia sẻ, ủng hộ cho ekip.
Đây là giải bóng bàn cấp đội mạnh toàn quốc năm 2022 diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại giải đấu này thì không thành công của anh Thành Luân hai đều. Tại giải đấu này thì sẽ chọn ra 16 đội xuất sắc nhất để tranh tài. Nên đây là một trong những giải đấu có chất lượng chuyên môn rất cao, nó gần giống với giải các cây vợt xuất sắc vậy. 16 vận động viên. Bây giờ thì các đội mạnh sẽ là 16 đội mạnh nhất. Quá hay Mạnh Cường. Mạnh Cường tấn công la liệt. Với khoảng cách như vậy thì Mạnh Cường không bao giờ hỏng. Đặc điểm là trận đấu này là anh Thành Luân, Mạnh Cường đều là giơ đánh gần như là một cả, sử dụng quả phải để kết liễu đối phương. Giao rất khó chịu rồi, đường giao cứa ngang, đường bóng đi lượn vô cùng xoắn. Tốt đến từ Mạnh Cường rồi. Nhiệt độ tại Đắk Lắk Buôn Ma Thuột hiện tại đang khá mát mẻ, trời quang và mây tạnh, không có mưa. Thời tiết nhiệt độ khá lý tưởng cho các vận động viên, rơi vào khoảng 24 độ. Năm đều rồi. Là những tình huống giao bóng rất lửng lờ đến từ anh Thành Luân, cú bổ xoáy ngang không biết là lên hay xuống, có lẽ là rất lỏng. Vâng, tình huống giao lên khá mạnh, nếu như flick trái tay mà không tốt thì sẽ hỏng ngay, còn gò lại thì lại ăn đánh. Quá tốt cho Mạnh Cường, tình huống cố tình dúi sâu. Cường đã nhanh trí giật trái đường thẳng, không có cơ hội tấn công cho Thành Luân. Mạnh Cường vươn lên 7-6 rồi. Quá nhanh, đánh như đánh tập vậy, đẩy trái và né ra kết phải.
Như vậy Thạch Luân lên điểm 10 rồi. Cơ hội để anh kết thúc trận đấu này. Trận đấu giữa hai thế hệ. Tuy nhiên thì thế hệ trẻ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trước các bậc đàn anh. 18. Quá mạnh. Như vậy là Mạnh Cường đã chịu thất thủ trước anh Thành Luân tỷ số 3-0. Tỷ số xe 3 là 11-8.